Chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện ma kinh dị dài kỳ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya qua giọng đọc của Quang A Tốn. Xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị dài kỳ Tài Xế Âm Dương. Like, comment và share để ủng hộ Quang A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Tập 21, chương 188, xứng đáng là kỳ tài. Lần này Tần Hạo muốn là Tạ Xưởng Trưởng sắp xếp cho mình chỗ nghỉ ngơi để ngày mai có thể giải quyết theo dõi những chuyện kỳ quái ở đây. Ánh mắt của Mông Ngô mập mạp cũng có vẻ không hiểu, có thể nói là mệt mỏi. Qua một phen chiến đấu kịch liệt, Tần Hạo dĩ nhiên cũng như vậy. Hắn cảm giác như mình mệt vô cùng, cảm giác đói bụng làm cho hắn không thoải mái, tự nhiên muốn tìm một chỗ để ngủ một giấc. Tạ Xưởng Trưởng sau khi suy nghĩ một chút cũng nói, chúng tôi cũng có phòng đó, nghỉ ngơi thì cũng tốt lắm, các cậu yên tâm. Giờ phút này Tạ Xưởng Trưởng cùng với Ngô Béo biết rằng Tần Hạo chiến đấu một trận cực nhọc như vậy, cho nên tự nhiên cũng không có nhì nhằng nữa, trực tiếp đi trước dẫn đường. Sau đó đi vòng qua rất nhiều hành lang cùng những khúc ngoặt đến khu nhà ở của công ty. Xem ra tối hôm nay họ phải ở đây vậy. Tần Hạo thở dài một hơi, cầm quần áo, sau đó dải ra giường, nằm xuống. Ở chỗ này mặc dù đơn giản nhưng chung quy cũng có thể ở tạm vài ngày. Đối với việc này, Tần Hạo cũng rất sáng tỏ ý nghĩ của mình. Tình huống tiếp theo làm Tần Hạo cũng giật mình. Hắn còn phải tính đến phương án để đối phó với quỷ hồn kia. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng cũng bình ổn lại tâm tư. Nằm ở trên giường phát hiện mình lại không có ngủ được, cho nên dứt khoát cũng không ngủ nữa, suy nghĩ một số chuyện. Thời điểm này là thời điểm để cho mình ngơ ngẩn rất tốt, bắt đầu để tư duy. Không ngủ được, hắn đứng dậy, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tình huống hôm nay thật sự là có chút nguy hiểm, Tần Hạo nghĩ như vậy. Trung quy nếu như không có Ngô Béo, vậy hôm nay có thể là mình sẽ lâm vào hiểm cảnh. Chứng minh Ngô Béo này cũng xứng đáng là một kỳ tài. Chương 189, bùng nổ tiềm năng. Có thể nói Tần Hạo trong quá trình đánh nhau với yêu ma quỷ quái, trải qua những hiểm cảnh, tình huống như vậy trong lòng của hắn cũng rất rõ. Không thể sao nhãng những tâm tư, cho nên cũng phải cân nhắc trước sau an toàn. Những lúc như vậy, Ngô Béo coi như cũng là một trợ thủ cực kỳ tốt cho mình. Nếu như mà gặp nguy hiểm, Ngô Béo có thể hỗ trợ mình một chút. Tần Hạo phát hiện ra mình mất ngủ, hắn đi xuống giường, mang dép đi đến bên bệ cửa sổ, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn ra ánh trăng ở bên ngoài. Trăng vừa to vừa tròn. Tần Hạo cũng hoàn toàn tự nhiên buông lỏng tâm tình. Hắn có chút nhớ nhà. Sự tình như vậy cũng tràn ngập trong cõi lòng của hắn. Nhưng giờ phút này hắn cũng không thể về được, cho nên cũng gác loại tâm tư này lại. Hắn hít sâu một hơi. Hắn muốn tu luyện, và lúc này có lẽ cũng chỉ có thể là tu luyện. Hắn gật đầu, làm sao mà có thể quyết định như vậy. Tần Hạo xếp bằng chân, bắt đầu thử thổ nạp. Chỉ cảm thấy thiên địa linh khí chạy quanh thân thể, cứ như vậy mà tu luyện. Ở trong đầu
buồn bực hỗn tạp cũng được gạt đi, trong lòng trở nên tinh khiết. Rất nhiều ý nghĩ giờ phút này đang dần dần hoàn thiện theo sự hô hấp của mình, không ngừng hấp thu linh khí ở xung quanh, từ từ bồi bổ vào trong cơ thể. Hắn từ từ cảm thụ luật động của thân thể mình. Một giờ, một khắc, tâm lý dần dần dễ chịu. Cũng vì nguyên nhân dễ chịu cho nên hắn cũng hiểu rất rõ những chiêu thức của mình. Tần Hạo hít một hơi, hồi tưởng lại thời điểm chiến đấu buổi chiều, trải qua những việc kia khắc sâu vào trong tâm trí, hắn đang không ngừng hoàn thiện kỹ năng chiến đấu. Chương 190, lột xác. Tần Hạo chợt chú ý đến tần số hô hấp của mình. Một số chỗ trước đây hắn không hiểu, bây giờ đột nhiên nghĩ thông suốt. Hắn chìm ở trong một loại cảnh giới. Cả người hắn lập tức tăng nhanh tốc độ hấp thu thiên địa linh khí. Có rất nhiều người trong quá trình tu luyện không lĩnh ngộ được điểm này, cho nên cũng không phát huy được thực lực tối cường. Điểm này có thể nói Tần Hạo nắm rõ hơn ai hết. Trước kia đã như vậy, bây giờ càng như vậy, tương lai còn hơn nữa như vậy. Tần Hạo chột dạ, từ từ hít thở đều đặn. Bất quá giờ phút này Tần Hạo giật mình, có tiếng âm thanh ủ ủ vang lên. Không lẽ là quỷ? Này, có làm ấy không? Cách một bức tường làm sao? Là cái tên gia hỏa kia nó gáy đó. Tần Hạo toàn thân rùng mình một cái, quá mức là khủng khiếp. Là Ngô Béo nó đang ngủ, nó gáy phò phò như vậy. Tần Hạo cạn lời, hắn muốn thật sự là về nhà thôi. Xem ra hôm nay có ngủ thì cũng chẳng được yên giấc. Suy nghĩ một chút, trong lòng rất khó chịu, nhưng khó chịu thì cũng biết làm sao. Thở dài, bất đắc dĩ. Chương 191, tìm hiểu tình huống. Một đêm yên lặng cứ thế trôi qua. Điều đáng tiếc là Tần Hạo căn bản là không có ngủ được một tí nào cả. Bởi vì nguyên nhân tu luyện, rồi sau đó lại có tiếng ngáy ầm ầm của Ngô Béo ở phòng bên cạnh, làm cho Tần Hạo cũng chẳng bất đắc dĩ. Trong lòng hối hận, có lẽ mình không nên mang theo cái thằng béo này mất. Ngày hôm sau, Tần Hạo thức dậy. Giờ khắc này có thể nhìn thấy Ngô Béo cũng rất có tinh thần, đang đứng ở cửa. Này, tôi nói lão đại, tại sao từ tối hôm qua ngủ không yên giấc mà sắc mặt kém vậy? Ngô Béo hỏi rất đơn giản. Không nhìn ra, trong ánh mắt của Tần Hạo là một cỗ tức giận sâu kín. Nhưng ngay sau đó Tần Hạo gạt đi, bất đắc dĩ ở một tiếng. Xuống phòng ăn, phát hiện công nhân ở đây rất thưa thớt. Thật ra thì cũng biết nguyên nhân sự tình phát sinh như vậy, làm sao họ có thể xem nhẹ được. Cho nên hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Thật ra thì đây cũng là một cái rất đơn giản và dễ hiểu. Nhà máy này đúng là không có hoạt động tốt. Không phải sao? Ê, đến đây làm sợ chết đi được. Tôi thực sự là nghe nói xưởng của chúng ta có người đến đuổi quỷ đó. Vậy thế nào? Không biết có được hay không? Hay, chắc gì đã làm được, những người kia cũng đã làm sau đó bỏ chạy đó thôi. Ở trong phòng ăn, lác đác vài người đang trò chuyện. Tần Hạo hít sâu một hơi, vấn đề này hắn đã hiểu. Này, Ngô Béo, cậu nhìn ra được điều gì chưa? Tần Hạo phi thường quan tâm nói. Cảm giác của tôi là mọi người ở đây đang rất bàng hoàng. Ngô Béo nói. Không sai, đích thực là lòng người đang rối loạn. Dưới tình huống như vậy cũng phải chú ý một chút. Có rất nhiều người bất đắc dĩ phải làm việc vì muốn kiếm tiền. Vì họ, chúng ta phải cố gắng giải quyết. Ngô Béo quan sát trong phòng ăn, phát hiện phần lớn người ở đây tinh thần đều không có phấn chấn. Hiển nhiên là trong tình trạng thiếu ngủ mới dẫn đến bộ dáng như vậy. Bây giờ chúng ta đi vào xem rốt cuộc là họ xảy ra chuyện gì. Tôi cũng đang đói bụng đây. Tần Hạo nói xong rồi bước đi. Tôi cũng đói mà. Ngô Béo nói như vậy, sau khi hít sâu một hơi đi về hướng đám người. Tần Hạo cùng với Tạ Sưởng trưởng trao đổi, đối phương cảm giác như vẫn còn có điều gì đó giấu giếm, cho nên trong tình huống đông người như vậy, Tần Hạo cũng muốn nói chuyện để tìm ra một chút thông tin hữu ích. Chương 192, Cố Lâm.
Nói chuyện với Tạ Xưởng trưởng lúc nãy, khẳng định là Tạ Xưởng trưởng này còn giấu giếm, cho nên Tần Hạo muốn tiếp cận với những người này sẽ thu được những thông tin chân thực. Tần Hạo cảm thấy chỉ có thể điều tra được ngọn nguồn câu chuyện mình mới giải quyết được bên trong. Hắn cùng với Ngô Béo đi vào trong bàn ăn. Ngô Béo nghe vậy cũng gật đầu đáp ứng. Ngô Béo đối với chuyện này cũng có những quan điểm riêng. Giờ phút này hắn nhíu mày. Tôi có cảm thấy ngày hôm qua chúng ta bỏ sót ở đâu đó đó. Khuôn mặt của Ngô Béo cũng lóe lên một tia tinh quang. Hắn cũng tìm cơ hội tiếp cận với mọi người dò hỏi. Rất nhanh hắn trở thành một tiểu tử rất thành thật, dễ gần, đi khắp ngang hang cùng ngõ hẻm, cầm bánh bao rất nhã nhặn bắt chuyện với mọi người. Tần Hạo giờ phút này đứng đó hít sâu một hơi, đi tới đám người làm bộ như là không có gì đó. Sau đó hắn nói: Này các vị, khỏe chứ? Bữa sáng ăn ngon chứ? Tần Hạo hỏi người kia. Ờ, cũng tốt. Mà bất quá cậu là ai vậy? Người đàn ông tên là Cố Lâm buồn bực nói. Bởi vì trong xưởng này ông đã làm việc đến vài chục năm, cho nên những người ở trong xưởng ông đều biết mặt. Chỉ cần liếc mắt nhìn cũng biết Tần Hạo là người mới. Bởi vì ở đây nhiều năm, bây giờ mới nhìn thấy tên này, ông cũng phỏng đoán. Tần Hạo cười nói: Ờ, tôi mới đến đây để học nghề. Có lẽ tôi phải gọi ngài là sư phó. Sở dĩ hắn không nói ra thân phận thật của mình cũng có nguyên nhân. Chung quy nếu như nói ra về sự tình liên quan đến đuổi quỷ, mọi người có lẽ sẽ kiêng kỵ, thậm chí là phòng bị. Tần Hạo loáng động linh cơ cho nên mới không nói thật. À, thì ra là như vậy. Vậy cũng tốt, cậu phải cố gắng làm việc đó. Cố Lâm hít sâu một hơi, bán tín bán nghi. Tần Hạo bình thường xem ra cũng rất đơn thuần, cho nên liếc mắt có thể biết được Cố Lâm này là một người thật thà. Bất quá mấy câu nói vừa rồi cũng biết tính cách của người trước mắt không tệ. Ít nhất Tần Hạo cũng đoán là như vậy. Cho nên từ chỗ Cố Lâm này, Tần Hạo có thể thu được một số tin tức đáng tin cậy. Tần Hạo từ từ nói chuyện cùng với lão gia hỏa này thêm thông tin. Ngay từ đầu đương nhiên là nói những chuyện lòng vòng, sau đó nói dăm ba chuyện tình huống đơn giản ở trong xưởng. Tần Hạo nói chuyện những thứ này là hy vọng xóa bỏ sự phòng bị ở trên đối phương. Hai người cũng trò chuyện nhiều hơn, rất nhanh cũng thu thập được không ít tin tức. Tần Hạo từ từ đưa vấn đề về sự kiện phát sinh yêu ma quỷ quái ở trong xưởng nhỏ giọng. Đúng rồi, gần đây trong xưởng của chúng ta có phát sinh chuyện kỳ quái phải không? Hắn hít sâu một hơi chờ đợi. Hắn mong chờ xem câu trả lời của Cố Lâm. Chương 193 Kỳ lạ. Giờ phút này Tần Hạo cũng đang rất mong đợi nhìn Cố Lâm, hy vọng từ chỗ của ông ta có thể moi ra những tin tức hữu dụng. Mà Cố Lâm sau khi nghe Tần Hạo nói, sắc mặt hiện lên kỳ quái, vô thủ vô cùng kỳ quái. Ông nhướng mày: Cậu hỏi cái này làm gì? Gần đây trong xưởng, cậu cũng không cần phải hỏi han linh tinh. Đến lúc đó cậu cứ làm tốt công việc của mình là được rồi. Sau đó Cố Lâm nhấn mạnh thêm một phần, lộ ra khẩu khí không tốt, thậm chí là có chút trách cứ ý tứ của Tần Hạo. Tần Hạo nhíu mày, hắn cũng đang suy nghĩ phản ứng của Cố Lâm tại sao lại kịch liệt như vậy. Liền nghĩ đến trong này nhất định tồn tại những tin tức kinh người. Tần Hạo nhạy bén bắt được điểm này, tự nhiên cũng biết nó vô cùng quan trọng. Trong tâm lý của hắn càng thêm khẳng định. Hắn hít sâu một hơi, ở trong đầu sắp xếp ngôn từ cân nhắc. Hắn biết nếu như cứ tiếp tục moi thông tin, nó không chừng sẽ biết thêm thông tin, cho nên không thể nào dừng được. Đúng rồi, tôi nghe nói gần đây trong xưởng có ma quỷ lộng hành. Này, ông thật sự là nghe đúng không? Tôi nói thật là tôi cũng muốn làm việc tiếp trong xưởng, nhưng mà tôi sợ ma lắm đó, cho nên tôi muốn đề phòng một chút. Ông nói cho tôi yên tâm được không? Tần Hạo nói thêm. Hắn nói thẳng ra nguyên nhân lý do ở trong lòng của mình. Vì không để người này sinh ra hoài nghi, cho nên Tần Hạo cũng rất chú ý khẩu khí. Cố Lâm nghe thế vậy, sắc mặt dịu đi một chút, nhưng gương mặt vẫn có chút cứng nhắc. Nói càn, ai bảo đây có ma có quỷ, cậu đừng có tin vào dăm ba cái lời vớ vẩn. Yên tâm là được rồi, biết không? Cố Lâm nói lại,
Tần Hạo cũng gật gật đầu. Tôi hiểu rồi. Đến bây giờ hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn biết tình huống như vậy có hỏi tiếp cũng chẳng nhận được câu trả lời, cho nên thôi, đơn giản là không suy nghĩ những thứ này nữa. Hít sâu một hơi, gánh nặng trong lòng hắn cũng gạt bỏ đi rất nhiều. Hắn biết vào giờ khắc này phải giữ cho mình tâm tình thật thông suốt. Hắn gọi Ngô Béo tới. Này, vừa rồi cậu có hỏi được cái gì không? Tần Hạo hiếu kỳ. Không có, là tôi hoàn toàn đều trông cậy vào lão đại đó. Ngô Béo thành thật gật đầu rồi trả lời. Hiển nhiên hắn cũng không có bất kỳ lý do gì trong tình huống này. Hắn cũng bất đắc dĩ và thất vọng. Tần Hạo nhìn thấy Ngô Béo như vậy cũng không có để ý. Xem ra hôm nay có lẽ không hỏi được gì. Như vậy phải chờ đến tối, nhìn xem quỷ hồn kia có tìm đến cửa nữa hay không. Đến lúc đó lại tính tiếp. Tần Hạo minh bạch, hai người đi lên lầu 2 đến văn phòng giám đốc, đem những ý nghĩ này nói với Tạ Xưởng trưởng. Tạ Xưởng trưởng cũng vui vẻ đồng ý. Tuy nói Tần Hạo ở đây là một cái đảm bảo, có thể đem đuổi quỷ hồn đi, nhưng ít nhất là cũng giữ an toàn cho mọi người rất tốt. Ở một mức độ nào đó cũng có tác dụng làm yên ổn lòng người. Tạ Xưởng trưởng không do dự, đáp ứng cho Tần Hạo ở lại lâu dài, bao lâu cũng được. Hơn nữa, lão cũng không gây áp lực gì đối với bọn họ, để cho bọn họ từ từ điều tra. Tần Hạo cùng Ngô Béo cũng biết, cho nên cũng rất yên tâm về cuộc sống sinh hoạt. Chương 194, thân thiết. Thời điểm này, đối với Tần Hạo mà nói cũng rất quan trọng. Những cuộc nói chuyện với mọi người, tất cả đều mơ hồ, mọi người đều có sự phòng bị riêng. Hắn biết cứ như vậy điều tra dò hỏi, khó mà có được tin tức gì, cho nên liền xoay chuyển. Bọn họ chờ đến tối sẽ chứng thực. Hắn đi lang thang ở trong xưởng, rồi bí mật quan sát, điều tra mọi người. Đến 7 rưỡi là chính thức vào ca, mà Tần Hạo và Ngô Béo hai người chẳng có việc gì. Ở trong xưởng cứ đi qua lại lại, thoạt nhìn trông rất nhàn nhã. Rất nhiều người đối với sự xuất hiện của bọn họ cũng hiếu kỳ, vì vậy châu đầu ghé tai thảo luận. Này, nhìn hai người kia, tại sao đến lúc đi làm rồi mà cứ lắc la lắc lư, không biết làm gì à? Một vị phụ nhân nói với người bên cạnh, nghe ngữ khí của bà ta cũng không có hữu hảo. Tôi xem hai người bọn họ không phải là người đến làm việc đâu, trước giờ tôi đâu có thấy đâu, phỏng chừng là người lạ hoắc à. Một người khoác lác nói, lạ mặt thì đến xưởng của chúng ta làm gì? Xem ra cũng không phải loại tốt lành gì đâu. Nếu như không nói cho bảo vệ, đem bọn họ đuổi ra ngoài đi. Người kia nói, không phải là công nhân ở trong xưởng, nhưng mà chưa chắc đã là người xấu. Hay, không biết chừng lại có tin tức, anh không biết sao? Tin gì? Tôi không có nghe. Nghe nói xưởng trưởng đã ra tay xử lý, bọn họ hẳn là người được mời tới để đuổi quỷ đó, anh biết không? Cái gì? Đuổi quỷ? Là thật hay là giả vậy? Vị phụ nhân nửa tin nửa ngờ, hiển nhiên cũng làm cho đối phương giật mình. Lúc này rất nhiều người cũng dừng công việc trong tay, gia nhập vào cuộc thảo luận. Đúng rồi, lúc tôi ở bên ngoài nhìn thấy họ đi lang thang, tôi phỏng chừng là bọn họ được xưởng trưởng mời đến để đuổi quỷ đó, cậu có tin không? Mặt khác một người nói, thực ra thì tôi tin đó. Những điểm này mọi người cũng không biết giải thích ra sao, cho nên chờ một hồi rồi nhìn xem bọn họ. Phải biết bọn họ làm những việc đó là cực kỳ nguy hiểm đó. Một người khác cũng nói, thôi tốt nhất là tránh xa bọn họ càng tốt. Tôi nghĩ đúng đó. Tần Hạ và Ngô Béo hai người qua lại trong xưởng, bỗng nhiên lại nghĩ ra một biện pháp, đó chính là mình đi tìm lão bảo vệ ở ngoài cổng nói chuyện một chút. Bởi vì bây giờ là thời gian làm việc, nhưng lão bảo vệ này có lẽ là người nhàn rỗi nhất. Tần Hạo đoán như vậy, cảm thấy có thể thử một lần. Kết quả hắn và Ngô Béo cùng đi đến khu vực vọng gác. Giờ khắc này lão bảo vệ nhìn hơn ngoài 60, cũng đang buồn chán, đang đọc báo, vừa uống trà nhàn nhã, một công việc buồn tẻ. Tần Hạo ho khan liền đi vào. Ê lão già, một mình không có chuyện gì làm, chúng ta nói chuyện một chút được không? Tần Hạo cười. Ê là các cậu à, sự tình kia giải quyết thế nào?
Mọi người cũng bắt đầu nhắc đến chuyện đó. Tần Hạo và Ngô Béo không khỏi trên mặt nở một nụ cười. Bởi vì đêm hôm đó chính là lão bảo vệ này đưa hai người bọn họ vào đây. Qua dò hỏi, hắn cũng biết hai người tới đây là để đuổi quỷ. Cho nên điểm này lão cũng không có phòng ngự. Hơn nữa, ông chủ rất chú ý nhắc nhở mọi người phải chiêu đãi hai người này thật tốt. Cho nên lão bảo vệ cũng không có lạnh nhạt mà cười nói bọn họ nhiệt tình vô cùng, làm cho Tần Hạo và Ngô Béo cũng rất có hảo cảm. Lão thở ra một hơi, cười nói: "Ai, tôi thì ngồi đây làm gì có việc gì, nhàn rỗi mà." Hắn đoán chừng hai người ở đây một thời gian cho nên mới giải quyết được sự tình, cũng chưa chắc đã rời đi được ngay. Tần Hạo trong lòng cũng rất hiểu, chỉ cần có thêm được tin tức thì sự tình giải quyết chỉ là sớm hay là muộn. Hắn đang dùng mọi năng lực của mình có để nghe ngóng tin tức, chỉ có như vậy thì mới giải quyết được sự kiện lần này. À, thì ra là vậy, cũng tốt, thế từ từ làm. Nói tóm lại cũng không thể nào một sớm một chiều mà giải quyết được. Nghe lão già nói, cười cười, Tần Hạo cũng được cảm giác như an ủi khích lệ của người lớn tuổi. Nhìn ra người này tính tình rất tốt. Đúng rồi, lão già, bây giờ không có làm phiền ông đấy chứ? Tần Hạo hỏi. Không phiền, không phiền, làm sao mà phiền, tôi ở một mình còn đang buồn chết đây. Lão già cười nói, thoạt nhìn cũng rất ưng Tần Hạo và Ngô Béo. Trông quy ở cái tuổi này cũng khác gì là cháu trai của lão. Vì lão già này có vẻ là đang nhớ con cháu của mình, cho nên khi nhìn thấy Tần Hạo và Ngô Béo rất là thân thiết. Chương 195, bí mật. Mấy người trò chuyện trên trời dưới đất. Trò chuyện một chút, Tần Hạo cũng bắt đầu chuyển đề tài về sự tình ở trong xưởng, quan sát thần sắc của lão gia rồi chậm rãi, thoạt nhìn như vô tình hỏi thăm. Đúng rồi, lão gia, gần đây trong xưởng của chúng ta có từng xảy ra những chuyện gì đặc biệt? Tần Hạo hỏi như vậy, Ngô Béo cũng tập trung tinh thần, sau đó cặp mắt đảo qua nhìn ra cửa. Ngô Béo cũng vô cùng có hứng thú. Vừa rồi một đường hỏi thăm, những người trong xưởng đều là bộ dáng bất thiện, cho nên hắn rất buồn phiền. Hiện tại đối với sự kiện này, Ngô Béo lại càng tò mò, vội vàng lắng nghe. Chuyện gì? À, tôi cũng không rõ. Lão già cũng lộ ra biểu tình nghi ngờ nói, thoạt nhìn giống như là đang cất giấu bí mật. Tần Hạo khẽ cười, nói thẳng ra. Thật ra lão già, tôi biết là ở trong xưởng nhất định là có sự tình gì đó. Hơn nữa chuyện này rất quan trọng, cho nên người không muốn nhắc tới là giấu giếm. Nhưng tôi hy vọng người có thể nói cho tôi biết. Chung quy chuyện này là cực kỳ quan trọng, nếu như nói ra đối với trong xưởng có rất nhiều chỗ tốt đâu. Tần Hạo cũng không giấu giếm mà nói thẳng vào vấn đề. Giờ phút này cũng không do dự chừng mực nữa. Quả nhiên khi Tần Hạo hỏi ra vấn đề này, lão gia liền lâm vào một trận trầm tư. Tần Hạo hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: "Chuyện hôm nay tất cả đều liên quan. Vậy ngài nói xem rốt cuộc là tình huống thế nào?" Tần Hạo hiếu kỳ, hắn đối với vấn đề này cũng rất có hứng thú, mà giờ khắc này theo như Tần Hạo nói, lão nhân này hiển nhiên trầm tư. Thật ra trong lòng của lão đang không ngừng cân nhắc hơn thiệt. Giờ khắc này Tần Hạo cũng không có vội vàng thúc giục mà rất nhẫn nại. Hắn cũng đang đợi phản ứng của lão gia. Đang suy tư sau đó, lão nhân lại ngẩng lên nhìn Tần Hạo, liếc mắt nhìn hai người, thở dài, rồi rút cuộc lên tiếng. "Ai, đã như vậy, tôi nói cho các cậu, thật ra thì xảy ra cách đây không lâu, nhưng mà chuyện này huyên náo ầm ĩ cả trong xưởng, có thể nói là làm cho mọi người bàng hoàng đấy. Thật ra thì mọi người cũng suy đoán nữ quỷ này chính là một công chức đã chết ở trong xưởng." Giờ phút này lão gia hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm tư mới nói ra những lời như vậy. Mà thời điểm nói ra, vô luận là Tần Hạo hay là Ngô Béo đều giật mình. Hai người trố mắt nhìn nhau, im lặng không nói, chờ đợi lão gia kia nói tiếp.
Lão gia giờ phút này bắt đầu kể lại chuyện có liên quan tiền nhân hậu quả. Thật ra thì nói tới phải chuyện ở một năm trước. Hai người Tần Hạo và Ngô Béo yên lặng lắng nghe, trong lòng tràn đầy chấn động. Lúc trước trong xưởng xảy ra những sự tình vô cùng chấn động mà bây giờ Tần Hạo và Ngô Béo mới nghe được. Trước đây ở trong xưởng có hai người yêu nhau, cảm tình rất tốt. Thế nhưng một gã công chức khác đúng lúc này đột nhiên lại can thiệp vào tình cảm giữa bọn họ. Phải biết, cặp tình nhân kia ban đầu yêu thương nhau vô cùng, nhưng tựa hồ người đàn ông không đủ kiên nhẫn, liền buông tha cảm tình ban đầu. Cho nên cô gái kia rất thương tâm. Đến cuối cùng, nàng đã làm một chuyện ngu xuẩn, vì đoạn thương tâm này mà treo cổ tự sát ở trong xưởng. Chỗ nàng treo cổ chính là chỗ mà quỷ hồn xuất hiện. Tần Hạo và Ngô Béo, hai người sợ đến toát mồ hôi lạnh nhìn nhau. Thì ra trong này còn có một nội tình bí mật như vậy ngoài dự đoán mà bọn họ biết. Tại sao mọi người lại không muốn nhắc tới chuyện này? Là vì nguyên nhân liên quan đến cái chết. Cứ như vậy mà nói, mình cũng đã bắt đầu có lý giải. Tần Hạo hít sâu một hơi, lạnh nhạt. Không nghĩ đến lại tồn tại bí mật như vậy. Hắn thở dài. Người đàn ông kia không chịu trách nhiệm, mà nữ nhân kia quả thực là cũng thật sự là bồng bột, cho nên mới gây ra cái bi kịch như vậy. Trong lòng của hắn không biết là cái tư vị như thế nào. Vậy hai người kia vẫn còn ở trong xưởng chứ? Đương nhiên. Người đàn ông tên là Cố Lâm, người phụ nữ là Lý Yến. Bọn họ đều đang ở đây đấy. Nghe đến đây, Tần Hạo hít một hơi khí lạnh. Chương 196, chân tướng. Thời điểm nói chuyện, Tần Hạo nhìn sang, đột nhiên hỏi lại. Cái gì? Là Cố Lâm? Là Lý Yến? Tần Hạo kinh ngạc, thậm chí đối với câu trả lời này tràn đầy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới sự tình lại trùng hợp với những người mà hắn đã nói chuyện. Đến bây giờ Tần Hạo mới nhận ra những người ở trong xưởng phản ứng như vậy cũng không có gì là khó hiểu. Thì ra là như vậy. Ngô Béo cũng đã hiểu ra, gật gật đầu nhìn Tần Hạo. Như vậy nói cách khác, Tần Hạo nhân dịp Ngô Béo chưa nói hết trợn mắt nhìn, bảo Ngô Béo đừng nói. Ngô Béo dần dùng mình một cái dừng lại. Tần Hạo và Ngô Béo tâm lý đã ngầm hiểu lẫn nhau. Tần Hạo nhân cơ hội hỏi thăm vài vấn đề. Lão gia, có gì nữa có thể nói được không? Điểm này làm cho Tần Hạo đặc biệt cảm động. Cuối cùng, hai người sau khi nghe lão gia nói chuyện một hồi, nắm được những thông tin chính xác quan trọng, liếc mắt nhìn nhau, cáo từ rời đi. Đi ra ngoài, Tần Hạo hỏi ý kiến của Ngô Béo. Cậu cảm giác chuyện này thế nào? Ngô Béo cũng bày ra bộ dáng rất thành thật, trầm tư chốc lát rồi đáp. Tôi cảm thấy con ma thần vòng kia chính là quỷ hồn của Vương Hồng. Ngô Béo cũng hít sâu một hơi khí lạnh chậm rãi. Từ nhỏ đã nắm giữ âm dương nhãn, hắn tự nhiên đối với những quỷ hồn nắm rất rõ tâm tình. Cho nên trong những lời vừa rồi, Ngô Béo cũng nhận ra những tin tức vô cùng có giá trị. Tần Hạo cũng gật đầu, không sai, đúng như tôi suy đoán đâu. Tần Hạo cũng không nghĩ tới trong chuyện này lại có ẩn tình lớn như vậy. Khó trách những người trong đó đều tỏ thái độ giữ gìn bí mật như thế. Nguyên nhân có lẽ là vì đây. Này, cậu chưa cảm thấy chuyện này lên làm như thế nào? Tôi cảm thấy, chúng ta đi hỏi hai đương sự kia là được rồi. Ngô Béo nói. Thật ra thì đó cũng không phải là biện pháp tốt. Hơn nữa, có thể bứt dây động rừng. Bây giờ, chúng ta phải tính biện pháp khác. Đối với chuyện này, Tần Hạo cũng phải bình tĩnh phân tích. Hắn minh bạch ra một chuyện. Cố Lâm kia, vì yêu Lý Yến mà phản bội lại người yêu của mình, dẫn đến cô ấy treo cổ tự tử. Bây giờ mà nhắc đến chuyện này, khẳng định với Cố Lâm và Lý Yến sẽ dễ nảy cả lên. Cho nên phải cần những biện pháp thật cẩn thận. Được rồi, chuyện này quyết định đi. Chúng ta phải tính cách khác. Tần Hạo trong lòng đã quyết định, bây giờ tìm tới những người trong cuộc hỏi thăm mới quyết định được. Đối với hắn cũng không thể nghi ngờ. Hai người đi vào trong xưởng, đi loanh quanh một vòng.
Người trong phân xưởng bây giờ vẫn rất ít. Tần Hạo nhìn người đối diện, chính là Lý Yến. Giờ phút này, Cố Lâm, Công Vị đều đang rất chú ý đến mình. Hai người vẫn đang đối mặt nhau. Xem ra lão bảo vệ kia quả nhiên nói không sai, bọn họ nhất định là có những mối quan hệ kỳ bí. Nhìn đến đây, tập trung lại một chút. Sau đó, Tần Hạo cùng Ngô Béo đi tới, nhìn hoàn cảnh xung quanh mới rõ ràng những tin tức xảy ra. Lý Yến và Cố Lâm đang đứng bên cạnh. Tần Hạo hỏi: "Các người có rảnh không? Có chuyện gì vậy?" Hai người cơ hồ cùng nói một lúc. Tần Hạo cũng giật mình: Tôi nghe theo lệnh xưởng trưởng của các người đến đây điều tra một ít sự tình. Tôi hy vọng các người có thể phối hợp một chút." Tần Hạo nói ngắn gọn tự giới thiệu, sau đó cũng nói ra những suy nghĩ trong lòng. Nhìn ra tâm tư của hắn, lộ ra dáng vẻ rất ôn hòa, cho nên hai người kia cũng dáng vẻ không tự nhiên, khó mà từ chối. Chương 197. Khó giải quyết. "Phiền các người phối hợp một chút được không?" Tần Hạo trịnh trọng, mà Cố Lâm và Lý Yến thở dài, sau đó đi theo Tần Hạo ra ngoài, xem họ muốn hỏi điều gì. "Cứ người nói đi, rốt cuộc tình huống như thế nào? Tôi hy vọng các người có thể nói thật ra." Tần Hạo nghiêm túc nói: "Có chuyện gì, chúng tôi căn bản không biết gì cả. Cậu đừng có nói cản." Giờ phút này, Cố Lâm chống chế, muốn phủi sạch quan hệ. Đương nhiên, trong mắt hắn cũng lóe lên tia kinh dị, cũng không thoát khỏi ánh nhìn kỹ càng của Tần Hạo. Tần Hạo hít sâu một hơi, lạnh lùng: "Chuyện này tôi cũng đều đã biết hết rồi, hy vọng các người có thể thành thật." Tần Hạo vào thẳng vấn đề, hắn cũng hy vọng để cho đối phương chủ động nói ra, ít nhất cũng đừng có làm khó hắn. "Cái gì? Các người đều biết?" Cố Lâm ở bên kia cũng hít sâu một hơi, hùng hổ: "Cái vương bát đản, nói ra tin tức gì vậy?" Trong lòng của Cố Lâm vẫn có chút tức giận. Hắn cũng biết hai người Tần Hạo và Ngô Béo hẳn là đã biết sự kiện kia. Đến đây, Cố Lâm sững lại một chút, sau đó nhìn Lý Yến. Thần sắc của Lý Yến cũng hết sức phức tạp. "Được rồi, cậu nói, xem ra chuyện này cũng không che giấu được cậu." Lý Yến đã thành thật như vậy. "Được, tôi nói, chuyện là như vậy. Quan hệ giữa tôi và Lý Yến các cậu cũng hiểu đó. Đối với chuyện này nội tâm của tôi cũng vô cùng áy náy. Nhưng mà Vương Hồng không nghĩ tới, mà nghĩ đi thì trong lòng của tôi rất khó chịu. Chung quy chúng tôi cũng đã từng qua lại, nhưng cái sự tình này không phải là tôi muốn như vậy." Cố Lâm than thở, nhìn ra được trong lòng cũng bất đắc dĩ, không muốn thấy Vương Hồng có cục diện ra như vậy. Hơn nữa trong lòng vẫn luôn luôn áy náy. Không thể không nói, sự tình đã xảy ra, cho nên cũng vạn bất đắc dĩ. Cố Lâm thở dài. Đối với sự tình như vậy, lão luôn luôn canh cánh ở trong lòng, từ từ mở miệng: "Thật ra thì chuyện này, tất cả chúng tôi không ngờ đến." Ngô Béo âm thầm gật đầu, sự tình như vậy, trong lòng cũng rất ăn năn hối lỗi là phải rồi. Tần Hạo đối mặt, nhìn sang Lý Yến: "Vậy trong lòng của cô cũng khẳng định là tồn tại những nghi ngờ chứ?" Lý Yến cười khổ: "Làm sao lại không được. Bất quá là trách tôi, tôi đã chen vào phá vỡ tình cảm của họ. Nội tâm của tôi cũng rất áy náy, là tôi không muốn nhìn thấy như vậy. Nhưng nếu như có thể, tôi nguyện lấy cái chết để tạ tội." Lý Yến nói ra cũng vô cùng bi thương. Cố Lâm thở dài: "Thật ra thì Lý Yến, chuyện đã xảy ra rồi, có tôi ở đây, cho nên các người có muốn làm gì thì cứ chĩa mũi dùi vào tôi." Nói đến đây, không chỉ có Tần Hạo cảm khái, thật ra trong chuyện tình cảm nhất thời cũng khó nói lắm. Trong lòng của hắn tồn tại một điều rất rõ: cho dù giải quyết tốt được chuyện này, nhưng chỉ là chuyện ở bên ngoài. Còn việc mối quan hệ giữa ba người bọn họ thì cũng không còn là việc của mình nữa. Nếu như đoán không lầm, khởi nguồn sự kiện này là liên quan đến chuyện Vương Hồng tự sát. Nó giống như là một mồi lửa dẫn bùng phát tất cả. Quỷ hồn này có oán khí rất mạnh, cường đại vô cùng. Vương Hồng chết trong điều kiện đó, lại còn là treo cổ tự sát,
Nghe nói lúc treo cổ, mắt trợn trừng trừng. Từ điểm này nhìn ra, Vương Hồng trước khi chết oán khí vô cùng nồng đậm. Sau khi hóa thành quỷ hồn cũng chứng minh nàng có thực lực rất cường đại. Lão đại, cậu tính toán thế nào? Ngô Mập hiếu kỳ. Chuyện này khó xử đó. Tần Hạo thở dài. Này, cậu mà có nói khó xử. Ngô Mập cũng hiểu. Giờ phút này trong lòng của hắn tựa như gương sáng, nhưng cũng không nghĩ ra được gì, bất đắc dĩ. Chuyện này quả thật là quá khó xử. Nếu như không xử lý tốt, hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm. Chương 198, oán niệm. Tần Hạo và Ngô Béo cũng biết đối phương rất mạnh mẽ, bởi vì oán khí rất nồng đậm cho nên tăng cường thực lực của nàng. Điều này không thể coi thường được. Hai người đánh giá thấp thực lực của đối phương. Quỷ hồn kia oán lực có thể nói là cường đại đến kinh nhân, cho nên bọn họ bây giờ không thể không một lần nữa ngồi lại với nhau phán đoán lại thế cục. Tần Hạo hít một hơi, khuôn mặt rất ngưng trọng, so với những người khác thì còn nghiêm trọng hơn. Qua một quá trình chiến đấu, hắn biết độ khó đến mức độ nào, trong lòng hắn cũng rất rõ. Sau khi suy nghĩ một chút, hai tay của hắn bấm bấm chặt, nhìn sang bên Cố Lâm, rồi sau đó liếc qua bên Lý Yến. Được rồi, các người tối hôm nay đi theo chúng ta, chung quy chuyện này cũng là trách nhiệm của các người, hiểu chứ? Cố Lâm gật gật đầu để cho đối phương cảm nhận được hảo ý. Hai người cũng không có trả lời ngay. Cố Lâm cùng Lý Yến ở chung một chỗ, nhìn nhau thêm mấy lần, sau đó đành phải theo ý của đối phương. Cố Lâm nhìn Tần Hạo lạnh nhạt. Được rồi, chuyện này cứ như vậy đi. Bây giờ coi như đã biết, chuyện này có tránh cũng không thoát, cho nên phải đối mặt. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tối nay hai người xuống dưới xưởng làm việc, đúng 9 giờ tập trung ở đây, biết không? Được rồi, chúng ta biết. Quay lại và làm việc đi, cho nhớ đến đúng giờ đó. Tần Hạo nhìn ánh mắt của bọn họ, trong lòng nghĩ có lẽ như vậy cũng tốt. Mọi người phải cố lên, tôi tin tưởng các người. Đến giờ phút này, hắn đã nắm chắc mọi chuyện ở trong tay, cho nên phải xem tình huống xảy ra như thế nào, hắn mới biết mình sẽ đối phó với quỷ hồn ra sao. Trong lòng biết rõ chuyện này phải xử lý theo hướng nào, Tần Hạo cùng Ngô Béo trở về trong phòng trọ của mình. Hai người ngồi xuống, chuẩn bị một số công việc để chuẩn bị cho buổi tối. Vô luận tối hôm nay hành động có thành công hay không, thì cũng phải tận lực hóa giải oán niệm ở trong lòng của quỷ hồn, nếu không cũng sẽ không giải quyết được. Hơn nữa, cơ hội sẽ rất nhanh trôi qua. Bọn họ phải nắm thật chặt cơ hội này, tuyệt đối không thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Chương 199, cảm giác lực. Sau khi đã chuẩn bị xong, thời khắc chờ đến buổi tối, kết quả như thế nào đến lúc đó mới biết. Tần Hạo tâm tình cũng cảm giác như có nguy hiểm. Hít sâu một hơi, đối mặt với tình huống bây giờ, tâm tư của hắn cũng rất phức tạp. Nhưng hắn biết rõ, nếu như cứ để tâm tình thấp thỏm như vậy, nhất định là sẽ bối rối. 9 giờ tối, ở trong xưởng vẫn còn có người làm việc, nhưng có một số máy móc đã tắt. Mọi người đang lục tục rời đi, bởi vì sự tình yêu ma quỷ quái phát sinh, cho nên cũng không ai muốn làm việc nữa. Đến bây giờ không còn ai trực đêm, đều là làm ban ngày. Phải đến 8:30, thậm chí là 9 giờ đã chả còn ai. Tần Hạo như vậy cũng tiện cho hành động. Hắn kéo Ngô Béo đi trên hành lang, dưới ánh trăng chiếu rọi, đi trên lối mòn vào trong xưởng. Có thể nhìn thấy ở trong xưởng còn hai bóng người, dĩ nhiên chính là hai người ở lúc ban ngày đã gặp, là Lý Yến và Cố Lâm. Bởi vì đã hẹn nhau buổi tối hành động, nhiệm vụ của hai người có vai trò rất quan trọng, tất nhiên là họ phải đến. Nhất định là phải đối đãi tốt với hai người này, bảo vệ họ thật tốt. Chung quy họ vẫn là người sống, bảo vệ họ là trách nhiệm của Tần Hạo. Thở dài nhẹ nhõm, gánh nặng ở trong lòng
cũng vơi bớt được một chút. Được rồi, bây giờ chúng tôi ở đây, ai cũng không được hù dọa chạy đâu. Tình huống bây giờ chúng ta cũng chưa biết làm sao cả. Quỷ hồn của Vương Hồng không biết có đến hay không. Chúng ta phải cẩn thận hành sự. Một khi có tình huống đột ngột phát sinh, trước hết phải nghe tôi, nói cho tôi biết, hiểu chưa? Tần Hạo trịnh trọng nhắc nhở mọi người. Hắn coi như là leader chỉ huy, yêu cầu phải thể hiện ra một loại năng lực lãnh đạo thì mọi người mới tuyệt đối nghe theo. Được rồi, chúng tôi biết. Tuyệt đối chúng tôi sẽ không để kéo tụt cậu lại phía sau đâu. Cố Lâm và Lý Yến, hai người không ngừng gật đầu, tỏ ra mình sẽ nghe tuyệt đối theo lời của Tần Hạo. Tần Hạo và Ngô Béo nhìn nhau, bắt đầu ngồi xuống đất, chuẩn bị một loạt. Tần Hạo nhìn bốn phía xung quanh, đốt lên một vòng tròn nến, sau đó cho bọn họ ngồi trong một chỗ. Vòng tròn nến này có tác dụng rất tốt. Nếu như có quỷ hồn, quỷ khí hoặc là âm phong, những cây nến này là thiết bị đo lường cảm giác. Bọn họ có thể dựa vào ngọn nở lửa trên những cây nến để biết những quỷ hồn này có đến hay không. Chỉ cần nhìn vào ánh lửa bập bùng sẽ biết nó đến từ hướng nào. Đối với một điểm này, Tần Hạo cũng rất rõ ràng, cho nên hắn tập trung đặc biệt vào những cây nến. Cùng lúc đó, ở xung quanh, hắn cũng trăng những dây hồng tuyến treo lên những cây chuông, đưa đến tác dụng báo động. Chờ một hồi, Tần Hạo phải cảm nhận mọi biến hóa ở đây. Đồng thời, hắn đem dương khí tỏa ra. Như vậy mà nói, mình cũng sẽ tăng thêm cảm giác nhạy bén. Đến thời khắc quan trọng, Tần Hạo cũng không làm gì nữa mà ngồi xuống, điều chỉnh hô hấp của mình, vận chuyển khí tức. Đại não cũng vận chuyển, tăng cao năng lực cảm giác vô cùng nhạy bén. Chương 200 tới. Sau khi chuẩn bị một loạt, độ nhạy bén của Tần Hạo đã tăng lên rất cao. Giác quan của hắn hoạt động đến hết cỡ. Hắn đang chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón tình huống kế tiếp. Giờ khắc này, Cố Lâm và Lý Yến cũng đang vô cùng căng thẳng. Bọn họ đang ngồi ở trong vòng tròn nến, co ro lại thân thể, bộ dáng sợ hãi, phải nói là rất khẩn trương. Nói gì thì nói, Vương Hồng là vì bọn họ mà treo cổ chết, cho nên trong lòng của bọn họ đều có một nỗi sợ, tâm tình rất phức tạp. Trong hoàn cảnh này, lại càng sợ hãi kinh khủng chờ Vương Hồng đến. Ngô Béo cũng đang rất tốt, lý do đương nhiên là vì hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp những sự tình như vậy. Hắn cũng đã chuẩn bị tâm tư, đến lúc đó gặp phải quỷ hồn, mình có thể giúp được Tần Hạo hay không. Thời gian từng giây, từng phút trôi qua, tâm tình của Tần Hạo biến chuyển rất lớn. Hắn từ đang nghiêm túc chờ đợi, thời gian trôi qua hắn phát hiện không thấy dấu tích của quỷ hồn. Tự cảm giác thử một chút, cũng không thấy khí tức của đối phương đâu cả. Tình huống là vô cùng quỷ dị. Thế nhưng, hắn lại có một điều đau đầu. Ở xung quanh, có một trận âm phong thổi qua. Hoàn cảnh xung quanh bỗng nhiên thấy cô đặc, thâm trầm trở lại. Không khí ở hiện trường hiện ra sự quỷ dị, làm cho Tần Hạo có một loại cảm giác thở cũng khó khăn. Tình huống như vậy là nguy hiểm rung động, thậm chí là nguy hiểm rất mạnh. Hắn không cân nhắc nhiều, điều chỉnh lại trạng thái của mình. Cho đến khi trạng thái của mình đã tăng đến tốt nhất, hắn rốt cuộc bắt đầu thanh tỉnh, đứng lên, không được vội vàng. Chỉ cảm thấy một trận quỷ ảnh xuyên qua xuyên lại, sau đó đứng trước mặt Tần Hạo trên một khoảng đất trống. Không khí xung quanh âm trầm, phảng phất trong không khí là một cỗ quỷ khí rất âm u, làm cho Tần Hạo không thoải mái. Hắn đã dán lên 6 viên dương phù ở trên người, cảm giác được dương khí tụ tập áp chế âm khí và quỷ khí kia. Trong tay trái còn nắm thêm mấy tờ dương phù, sẵn sàng dán lên người mình bất kỳ lúc nào. Cảm nhận được khí tức cường đại không ai bằng, cả người lực lượng của Tần Hạo cũng phải tăng lên để đối kháng. Người rốt cục đã tới. Tần Hạo híp mắt nhìn nữ quỷ. Hắn thật ra là sợ đối phương sẽ không đến, thì coi như là mình sẽ bỏ phí những sự chuẩn bị. Ngày hôm qua
chẳng qua là vận khí của ngươi may mắn. Nhưng hôm nay sẽ không như vậy đâu. Quỷ hồn bây giờ đôi mắt đỏ ngầu ngầu, khuôn mặt dữ tợn nói, phảng phất cả người bị một luồng khí màu đen đang bao phủ. Càng lúc luồng khí lại càng trở nên cường đại. Chương 201: Tốc độ ánh sáng. Không biết quỷ hồn này đã trải qua những gì, tóm lại làm cho Tần Hạo có cảm giác thực lực của nàng tựa hồ trong một quãng thời gian ngắn ngủi như vậy cũng tăng lên không ít. Bất quá sau đó lại nghĩ đến một nguyên nhân, bởi vì nàng có oán khí rất mạnh, dù là bị thương cũng không ảnh hưởng tới oán khí lực và lực lượng hấp thu oán khí. Chính là nàng bằng vào cái này để gia tăng lực lượng của mình. Vì nguyên nhân này, biến chuyển này cũng nằm trong dự liệu của Tần Hạo. Lúc trước hắn không thể kịp thời trừ quỷ hồn, bây giờ thực lực của nàng đã khôi phục, thậm chí lại còn tăng thêm vài phần. Trong lòng của Tần Hạo cảm thấy lạnh lẽo. Chuyện này tuyệt đối là khó khăn, nếu như không cẩn thận đối phó thì có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề. Ánh mắt của quỷ hồn Vương Hồng bây giờ nhìn qua Tần Hạo, liếc sang bên chỗ Ngô Béo, thần sắc của nàng rõ ràng đã biến đổi. Khi ánh mắt của nàng nhìn thấy Lý Yến và Cố Lâm, trong mắt lóe lên sự phẫn nộ, thậm chí là muốn nổi điên, cừu hận và tức giận đang bùng phát trong óc của nàng. Uy lực như vậy làm cho mọi người chấn động không nhỏ. Tần Hạo tuyệt đối không ngờ rằng khi đối phương nhìn thấy hai người này lại có phản ứng dữ dội như vậy. Vương Hồng, thật xin lỗi, hai người chúng tôi có lỗi với cô. Thật xin lỗi, chúng tôi rất xin lỗi. Giờ khắc này, hai người kia đang vô cùng kinh sợ, nhưng đều đã quỳ cả xuống. Lý Yến khóc lóc không thành tiếng, hướng quỷ hồn của Vương Hồng tạ lỗi, trong giọng nói đều là thương tâm và bi thiết. À Hồng, là tôi có lỗi với cô đừng trách cứ. Tôi sai, là tôi sai. Cố Lâm cũng đều nhận sai, hắn cũng không ngừng dập đầu, thậm chí là muốn toét cả máu. Hiện trường cảnh tượng này làm cho người ta xúc động. Các người giỏi lắm, chỉ một câu nhận sai thì không sao sao. Thật là buồn cười. Vương Hồng không ngừng tức giận mà cười sằng sặc, phát ra âm thanh rũ rượi. Âm thanh này cũng vang dội khắp cả xưởng. Cười xong, trong mắt của nàng lại phẫn nộ và bùng phát lên ngọn lửa oán giận đều thể hiện ra ngoài. Nàng nhìn hai người, lộ khí trong lòng bùng phát lên. Nàng đã chết nhưng hai người này vẫn cứ ân ân ái ái, điểm này nàng không tiếp nhận nổi. Đây cũng chính là nguồn gốc oán khí của nàng càng mạnh lên. Nếu như muốn ta tha cho ngươi, trừ phi Cố Lâm ngươi chết, thế nào? Nàng lạnh giọng, trong âm thanh không mang theo một tia cảm tình, tràn đầy lãnh khốc. Vào giờ khắc này lộ ra ngưng trọng. Chết. Giờ phút này Cố Lâm và Lý Yến cũng nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ than thở. Nhưng Lý Yến lại nói trước. Nếu như vậy, để hóa giải oán khí trong lòng của cô, chúng tôi làm. Nàng lấy từ bên trong áo ra một cây kéo, là muốn đâm vào mình. Không được. Cố Lâm kinh hô muốn ngăn cản, nhưng tốc độ thì không kịp. Âm thanh cây kéo chuẩn bị cắm vào da thịt vang lên, làm cho người ta khiếp sợ. Mắt thấy không thể nào kịp nữa, Cố Lâm lúc này gần như tuyệt vọng. Bỗng nhiên một đạo phi kiếm phá không xẹt tới, đánh bay cây kéo, trong giây lát ngăn cản hành động của Lý Yến. Tại sao lại ngăn cản tôi? Tất cả những thứ này là tôi sai. Tôi hy vọng được chuộc tội. Tôi cũng thống khổ lắm rồi. Tôi cũng hổ thẹn lắm rồi. Tôi không dễ chịu. Tôi không thể sống dễ chịu. Tại sao lại ngăn cản tôi? Lý Yến lúc này cũng lạc cả giọng. Trong lòng của nàng, cô ta rất đau buồn. Qua quãng thời gian này đều là sống trong đau buồn u ám, cho nên như vậy mới dáng vẻ cực đoan đến thế. Nàng cũng đương nhiên là không thiết sống nữa. Chương 202: Không thể né tránh. Tần Hạo dĩ nhiên cũng không thể để cho bi kịch phát sinh,
Nếu như bi kịch phát sinh ở đây, nhiệm vụ của mình coi như cũng hỏng một phần. Lý Yến không ngừng khóc lóc, nhìn ra tâm tình của nàng cũng đang rất thương tâm khổ sở. Có lẽ tất cả là do vận mệnh. Tần Hạo khuyên giải: "Ta nói là Vương Hồng, ta cảm giác được một ít oán hận và oán niệm cũng nên bỏ đi. Nếu không, chỉ là bám theo tâm hồn của cô, để cho cô tồn tại thống khổ như vậy cũng không tốt. Tốt nhất là buông tha cừu hận trong lòng đi." Tần Hạo chân thành khuyên giải. Trong lòng của hắn cũng rất thương cảm với Vương Hồng, nhưng sự tình xảy ra như vậy thì biết làm sao. Sao? Quên đi sao? Người nghĩ rằng có thể quên sao? Oán niệm này của ta nồng đậm đến như vậy là vì nhờ có nó mà ta tồn tại ở đây. Người bảo ta quên là quá ngây thơ đó. Giờ phút này, quỷ hồn lạnh lẽo nhìn bắt đầu bùng phát sự lợi hại không sánh được, thậm chí làm cho nhiệt độ xung quanh dường như muốn giảm xuống. Vậy phải làm sao đây? Không lẽ... Trong lòng của Tần Hạo tự hỏi, chẳng lẽ chỉ có biện pháp cuối cùng là dùng vũ lực mới giải quyết được tất cả? Đây là sự tình hắn không muốn. Ngô Béo ở một bên kéo kéo tay của Tần Hạo, lo lắng: "Lão đại, lão đại ơi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Cái này nó quá là khó xử đó." Trong lòng của Ngô Béo cũng rất lo âu, nhưng có một số chuyện đằng nào cũng phải đối phó. "Vậy cậu đến cùng là muốn làm sao?" Tần Hạo quay sang cũng hỏi một câu như vậy với nữ quỷ: "Đến tột cùng là người muốn gì?" "Ta vừa rồi không phải đã nói sao, ta muốn hai tên tiện nhân này chết. Người có thể thỏa mãn yêu cầu của ta không?" Quỷ hồn phiêu phủ trên không trung, ánh mắt nhìn từ trên xuống, dường như đang coi trời bằng vung vậy. Trong lòng oán hận đang bùng phát. Đã đến thời điểm dương cung bạt kiếm, nàng bây giờ cũng đã cho Tần Hạo một câu trả lời, xem hắn muốn làm như thế nào. Tần Hạo cười lạnh: "Người cảm thấy ta sẽ lựa chọn như vậy sao?" "Cái này là quyền quyết định của ngươi." Nữ quỷ uy hiếp. Trong nội tâm của Tần Hạo cũng biết nàng đang tràn đầy cừu hận, nếu cứ tiếp tục thì thực lực của nàng càng lúc sẽ càng tăng lên. "Ta đây đương nhiên là không đồng ý." Tần Hạo nói không suy nghĩ. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Lý Yến và Cố Lâm hai người xảy ra bất kỳ gì bất chắc. Hắn sẽ không bỏ mặc, cho nên chỉ còn lại biện pháp duy nhất, đó là đánh nhau sống chết với nữ quỷ. Có lẽ chỉ có thể thu phục nàng thì những oán niệm này mới tiêu trừ được, nếu không thì chỉ là nói suông mà thôi. Hiện tại, Tần Hạo sắp xếp Ngô Béo đến bên cạnh đám người Lý Yến, đưa bọn họ lui về đằng sau để cho mình có không gian để đánh nhau, không ảnh hưởng đến những người khác. Bởi vì Tần Hạo biết cuộc chiến này so với cuộc chiến ngày hôm qua thì còn khốc liệt hơn rất nhiều. Chương 103: Phát uy. Nữ quỷ cười lạnh, đồng thời tay trái trong nháy mắt vung ra ngăn cản động tác của Tần Hạo. Một cỗ âm phong cuồng mãnh miễn cưỡng phong bế chiêu thức của mình, làm cho trong lòng của Tần Hạo giật mình kinh hãi. Lực lượng của nàng không ngờ trải qua có một ngày đêm mà lại mạnh đến như vậy. Trên gáy của Tần Hạo rịn ra mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, trong tay quỷ hồn từ bao giờ đã huyễn hóa ra một cái roi trông rất nhẹ nhàng, trực tiếp đập tới trên người của Tần Hạo. Dường như Tần Hạo thân thể bị phong trụ, không thể chuyển động. Cái roi này của quỷ hồn không ngừng lao tới, Tần Hạo cũng không thể nào phản kháng. Từng trận đau nhức vì bị roi quất đánh đến, cơn đau đến tận xương tận tủy, không thể nào lắng xuống. Tần Hạo không ngờ rằng chỉ một chiêu thức đầu tiên mình đã bị khống chế như vậy. "Tần Hạo, lão đại, tiểu tử." Giờ phút này bọn Ngô Béo cũng kinh hô. Bọn họ nhìn dáng vẻ bị thương của Tần Hạo, trong lòng đau lòng, nhưng bọn họ cũng biết làm sao được. Nữ quỷ bây giờ đang thời điểm vô cùng uy lực, mà Ngô Béo mặc dù có năng lực đuổi quỷ nhất định, nhưng trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc thật sự chỉ là mơ hồ mà thôi. Đằng nào Ngô Béo cũng mới chỉ học được một vài pháp thuật gia lông, không lẽ lại đứng đây mà nói lý với nàng? Có đến cũng chỉ là chịu chết.
Con gà trống ở trong túi đeo lưng cũng không có mang theo, căn bản là không có biện pháp ngăn trở quỷ hồn, tình huống vô cùng nguy hiểm. Giờ phút này Ngô Béo ôm lấy đầu mình ngồi chồm hổm dưới đất suy nghĩ tìm biện pháp gì. Trong lúc hắn suy tư, hắn phát hiện sự tình này đã xảy ra thì cũng chẳng có cách nào giải quyết. Cho nên trong lòng của hắn suy nghĩ bỗng nhiên lóe sáng. Quỷ hồn thuận tay vung roi đang từ từ lảo đảo đi về phía Tần Hạo. Dáng vẻ của nàng vô cùng giễu cợt. Không phải ngươi vừa mới rất dũng cảm cứng rắn sao? Tại sao bây giờ lại giống như phế vật nằm co ro trên đất vậy? Phế vật. Động tác của quỷ hồn không có ý dừng lại. Tình huống đang rất kịch liệt. Đối với tình huống này, trong lòng của Tần Hạo rõ ràng một phương hướng. Hắn cũng không muốn chống cự nữa, chuẩn bị nhắm mắt chờ công kích của đối thủ, bởi vì sự chênh lệch về lực lượng quá lớn. Vừa lúc đó Ngô Béo đứng chặn, hướng về Lý Yến cùng Cố Lâm vẫy vẫy tay. Đừng nói làm gì, mau mau nghĩ biện pháp đi, lấy những cây nến mang đến để cho tôi, sau đó nhất định là phải ném về quỷ hồn. Giờ khắc này, đệ tử của Tần Hạo, Ngô Béo trong thời cơ nguy hiểm lại nghĩ đến một biện pháp. Chương 204: Tranh thủ thời gian. Biện pháp này cũng chỉ là vì bị bức ép quá mà đột ngột nghĩ ra. Hắn hít sâu một hơi, cùng đối phương nhìn sang, bất chấp nàng đang hăm dọa, vội vàng hô lớn một tiếng với Cố Lâm và Lý Yến, bảo bọn họ mang tất cả những cây nến ném về phía quỷ hồn. Vào lúc này Ngô Béo cũng không còn biết sợ hãi gì nữa, đem tất cả những ngọn nến nhặt lên, hít sâu một hơi ném thẳng những cây nến này bằng một sức mạnh mạnh nhất có thể về phía quỷ hồn. Trong thời điểm Tần Hạo đang nhắm mắt chờ chết, đột nhiên hắn cảm giác có một tia hy vọng, bởi vì Ngô Béo kia đang đứng chặn trước mặt mình, vung nến ném túi bụi về quỷ hồn. Tần Hạo cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua trong lòng mình. Sau đó hắn nghe thấy từng tận tiếng hét chói lòa đến đinh tai nhức óc, làm cho màng nhĩ của hắn đau buốt. Những cây nến bắn về phía quỷ hồn, ở trên nến đã được Tần Hạo gia trì vào trong đó pháp lực. Quỷ hồn động tác cũng sững lại. Quỷ hồn lùi về đằng sau mấy bước, sau đó lộ ra vẻ hoảng sợ. Trông bộ mặt nhìn vô cùng dữ tợn, nhìn về phía Ngô Béo. Nộ khí của nàng đã phát huy đến cực điểm. Không khí xung quanh tựa hồ như giảm xuống thấp nhất có thể, mà Ngô Béo cũng cảm nhận được trong không khí có khí tức âm lãnh. Lúc này, mục tiêu của nữ quỷ đã thay đổi, từ từ đi về phía Ngô Béo. Nàng lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế, cho nên rất hận Ngô Béo. Ở bên kia Ngô Béo thở hồng hộc, cũng đang vô cùng khiếp sợ. Hắn hít sâu một hơi, theo bản năng muốn tìm một cái gì đó để bảo vệ mình, nhưng cũng không có cái gì ở trong tay cả. Quỷ hồn kia càng lúc càng tiến tới gần. Ngô Béo càng lúc càng khẩn trương, cảm giác đến hô hấp của mình cũng đình chỉ lại, cảm thụ rất khổ sở. Lý Yến và Cố Lâm, hai người càng không cần phải nói, nấp ở đằng sau lưng của Ngô Béo run rẩy kinh hãi. Dù sao bọn họ lúc bình thường cũng xem một số phim ma quỷ ở trên TV, nhưng không ngờ một ngày nào đó chính mắt mình lại nhìn thấy được quỷ hồn. Trong lòng cảm thấy khiếp sợ, chấn động, tâm trạng cũng phức tạp không gì sánh được. Quỷ hồn móng vuốt mọc ra sắc bén, sau đó nhắm ngay Ngô Béo chộp tới. Tần Hạo cũng vùng lên từ dưới đất, đẩy Ngô Béo sang tránh thoát, sau đó họ chặn lại một kích này. Trong tình huống này đều liên tục bại lui, thậm chí có không ít người cảm nhận sự đe dọa của cái chết ập tới. Tần Hạo đương nhiên cũng không chờ đợi thêm, vỗ ra một trường. Trường pháp này mang theo kình khí cực mạnh, tóe ra uy lực cường đại, ngăn chặn thế công của quỷ hồn. Trong thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, mình vừa được thoát khỏi phong tỏa của nữ quỷ, xúc tích lực lượng, vùng lên đánh ra một trường với nữ quỷ, giải cứu cho Ngô Béo. Một trường này xúc tích rất nhiều lực lượng khủng khiếp, làm cho nữ quỷ khiếp sợ lùi lại đằng sau, trong mắt lóe lên kinh hãi.
Hết chương 205. Hết tập 21. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.